Xin chào quý cô bác anh chị, trở lại với kênh Ký Sự TV. Một thông tin cực kỳ nóng vừa được hé lộ ra về câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng nha cô chú anh chị. Một cái tấm hình sẽ làm rất là nhiều người ngỡ ngàng về người phụ nữ được cho là tổ chức chống phá đã được hé lộ ra. Và mình tin rằng nếu như chúng ta xem được tấm hình này sẽ có rất rất nhiều những ý nghĩ trong đầu. Nhưng mà trước khi đến với cái tấm hình mà em muốn công bố ra để khán giả cùng xem, và hiện tại trên những cái nền tảng số họ đang chia sẻ rất là nhiều trong đêm qua đến bây giờ, thì em cũng muốn chia sẻ lên một cái tin mà hiện tại cô Nguyễn Phương Hằng đang gặp phải khi mà lên tiếng phát ngôn về siêu thầy Thích Minh Tuệ. Rất nhiều những tờ báo họ đã lên tiếng, họ nhắc về cái vấn đề này rồi, và họ cho rằng là CEO Nguyễn Phương Hằng đang tự mua dây buộc mình với những cái lời lẽ như thế này này cô chú anh chị. Bà Phương Hằng chính thức được trả tự do từ ngày 19 tháng 9. Ngay sau khi rời khỏi trại giam, nữ CEO đã ngay lập tức trở về với công việc kinh doanh, đồng thời cũng không quên lên lịch giao lưu với công chúng, và mới nhất là ngày 20 tháng 10. Điều đang nói ở đây là trong những phát ngôn của mình, vợ ông Dũng Lò Vôi còn nhắc đến ông Thích Minh Tuệ với thái độ gây tranh cãi. Bà Hằng thậm chí đòi quất luôn thầy Tuệ không trượt phát nào, dù chưa từng gặp gỡ hoặc là giao lưu. Dư luận bắt đầu chia ra làm hai luồng ý kiến về thái độ và phát ngôn của CEO Phương Hằng. Dù chưa chính thức có bất kỳ một cái lời động chạm nào của CEO, nhưng cô Hằng vẫn hướng phải rất là nhiều những lời chỉ trích. Có người cho rằng bà Hằng đang muốn dùng ông Tuệ để câu kéo sự chú ý, và cũng có người cảnh báo nữ CEO đang đi vào vết xe đổ năm xưa, vượt quá giới hạn của tự do ngôn luận. Hiện nay thì trên những cái diễn đàn số có rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng khi mà phát ngôn về siêu Minh Tuệ. Và có một người đó là nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, cũng đưa ra cái quan điểm của mình. Ông Vương Duy Biên cũng chia sẻ rằng không thể phủ nhận những cái đóng góp to lớn của bà chủ Đại Nam trong cái thời gian vừa qua, nhưng cái điều đó không đồng nghĩa với cái việc muốn nói gì thì nói và muốn động chạm ai thì động chạm. Và cũng theo nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch này, thì bà Phương Hằng nên biết tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tự do tín ngưỡng người khác. Nếu thực sự phát hiện sai phạm người khác, điều đầu tiên là bà Hằng cần trình báo với cơ quan chức năng, chứ không thể nào tự tạo một diễn đàn rồi nói theo cảm tính được. Nói về cái vấn đề mà trình báo cơ quan chức năng, thì hiện tại cái chuyện mà CEO Nguyễn Phương Hằng lên trên mạng nói rằng có một người phụ nữ tự xưng là tổ chức Việt Tân đến và xúi dục cô xuống đường làm những cái hành động chống phá này kia, thì họ cho rằng là tại sao ngay lúc đó cô Phương Hằng không lên tiếng báo luôn cơ quan chức năng. Bởi vì cô Phương Hằng từng nói rằng là nếu như biết được nhân vật nào là tổ chức phản động thì một nốt nhạc thôi, cơ quan chức năng sẽ bắt ngay lập tức, chứ không có chuyện là trốn thoát đâu. Và thì tại sao lúc đó cô không báo luôn mà phải để đến tận ngày hôm sau nữa cô lên livestream và mới nói. Và hiện tại người ta đặt ra một câu hỏi là thế thì người phụ nữ đó bây giờ đang ở đâu? Người ta đang thắc mắc là phải chăng đây là một cái vở kịch mà CEO Nguyễn Phương Hằng đã dựng ra để mà thu hút dư luận. Và thậm chí là họ cho rằng người phụ nữ này có quen biết với CEO Nguyễn Phương Hằng từ trước, với một cái chứng cứ mà hiện tại trên những cái diễn đàn số họ đang chia sẻ với nhau khá nhiều. Em thì em không biết thằng này ở đâu ra, nhưng em thấy là người phụ nữ này cũng na ná của chú anh chị với người phụ nữ mà cô Hằng gặp ở Đại Nam cách đây vài hôm. Đây là cái tấm hình này nè mọi người. Thì không biết là hình này ai chụp và nó ở đâu ra, nhưng nếu nhìn cái giao diện cặp kính và cái mái tóc của người phụ nữ này cũng na ná như nhau nha cô chú anh chị. Chỉ có điều là gương mặt thì một người già thì một người trẻ thôi, thì không biết là hai người này có phải là một hay không. Cái này chúng ta cần phải chờ cơ quan chức năng họ xem xét và họ lên tiếng nha cô chú anh chị, chứ chúng ta không có quyền phán xét là người phụ nữ này có quen với CEO Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì đây là hai cái tấm hình nó chụp cũng khá mờ và không thấy rõ mặt mọi người, nên không biết là hai người này có phải là một hay không, hay là hai con người này khác nhau chỉ là dúng mái tóc cũng như là cái kính đeo mắt thôi. Đây là một trong những cái điều mà khán giả họ đang khá là quan tâm, và họ cho rằng là CEO Nguyễn Phương Hằng phải lên tiếng giải thích về cái tấm hình này. Vì sao nói rằng cái người phụ nữ kia là tổ chức chống phá mà CEO lại có những cái hành động thân thiết, lau nước mắt, rồi bây giờ lại lộ ra thêm một cái tấm hình là đã từng chụp hình chung như trước, thì không biết là trong cái chuyện này thật hơn như thế nào. Khán giả họ cần CEO lên tiếng để mình giải thích một lần cho nó rõ ràng, để không còn những cái câu chuyện tranh cãi trên mạng xã hội nữa. Đúng là trong những ngày vừa rồi, câu chuyện mà CEO Nguyễn Phương Hằng lên tiếng
và người phụ nữ lạ mặt và Siêu Minh Tuệ đã gây lên rất là nhiều những cái làn sóng dư luận của chú anh chị. Nói gì thì nói, mình cũng rất là lo cho CEO Nguyễn Phương Hằng của chú anh chị, bởi vì cô đã có những cái sự lên tiếng về những cái vấn đề hết sức là nhạy cảm về tôn giáo, về những hành động chống phá. Thì quả là ở nước ta thì những cái việc đó là rất là nhạy cảm nha mọi người. Chúng ta cứ chờ bên cơ quan chức năng họ xem xét rồi họ lên tiếng thôi, chứ mọi người cũng đừng nên phán xét rồi kết luận này kia. Nếu chúng ta kết luận sai và có những cái lời lẽ không đúng mà không chứng minh được, chúng ta sẽ vướng đến pháp luật đó của chú anh chị. Nên mong rằng là chúng ta hãy cứ dõi theo câu chuyện này với một cái tâm thế là người ở giữa thôi, cũng không phải là fan cô Hằng, cũng không phải là quá cuồng Thệ Tuệ đi, và cũng không đồng tình với cái quan điểm là tổ chức chống phá này kia. Chúng ta hãy cứ là một công dân yêu nước và ngồi đó chờ xem thử là cơ quan chức năng họ sẽ điều tra và lên tiếng như thế nào về cái vấn đề này. Bây giờ thì thậm chí trên mạng xã hội nó còn rò rỉ thêm những cái thông tin là một số người họ bắt đầu họ lên tiếng, họ nhắc về chú Dũng là vôi của chú anh chị. Họ cho rằng là tại sao chú Dũng lại không nhắc nhở cũng như là khuyên cô Hằng là không nên lên tiếng livestream nữa, bởi vì càng nói thì càng sai và càng nói thì khiến cộng đồng mạng họ quay lưng với cô Hằng. Chúng ta biết rằng cái lúc mà cô Hằng chưa ra ở trại ra thì phải nói là fan cô Hằng cực kỳ đông mọi người, gần như là 99,9% là người ta yêu mến cô Hằng rồi. Nhưng chỉ sau một cái phát ngôn về Siêu Minh Tuệ thôi là ngay lập tức có một cái làn sóng người họ quay lưng lại với cô Phương Hằng, bởi vì họ cảm thấy thất vọng về những cái gì cô phát ngôn, mặc dù là cô chưa có bất kỳ một cái lời lẽ nào để mà nói xấu về Siêu Minh Tuệ cả, nhưng họ cho rằng là cô Phương Hằng đã đụng đến người không nên đụng. Và cái việc mà cô Phương Hằng dính dáng đến câu chuyện người phụ nữ lạ mặt là một cái nghiệp mà cô Phương Hằng phải trả khi mà đụng đến Siêu Minh Tuệ. Đó là những cái mà khán giả họ nhận định thôi. Mình nghĩ là trong câu chuyện này chúng ta cứ phải chờ cơ quan chức năng thôi cô chú anh chị. Tất cả những lời nói ở đây chúng ta chỉ là nhìn nhận một cách chủ quan và góp ý như vậy thôi, chứ thực ra câu chuyện này nó thực hơi như thế nào phải chờ cơ quan chức năng họ điều tra. Và hiện tại nhiều người họ cũng đang mong rằng là người phụ nữ kia sẽ sớm lộ diện một lần để mà nói hết sự thật là trong cái buổi hôm đó có thực sự là cô ta đã đến đó để mà xúi dục CEO Nguyễn Phương Hằng không, hay chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường và CEO Nguyễn Phương Hằng đã dựng nên một câu chuyện như vậy để mà thu hút cộng đồng mạng vào xem livestream. Tất cả chỉ là những cái nhận định chủ quan. Chúng ta bắt buộc phải chờ cơ quan chức năng họ xem xét và họ xử lý nha cô chú anh chị. Nói như thì nói thì cô Hằng cũng là một người được rất là nhiều người yêu quý về những cái hành động làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo này kia. Nhưng mình nghĩ là trong câu chuyện này chúng ta cứ công tư phân minh thôi mọi người. Hãy ở vị trí của một khán giả là không có theo phe nào cả. Chúng ta là một khán giả trung lập và thấy cái gì sai thì lên tiếng, còn cái gì không có hợp lý, bất bình thường, chúng ta cũng đặt những nghi vấn như vậy thôi. Chứ thật ra chúng ta không có quyền phán xét ai. Tất cả mọi người phải thượng tôn pháp luật và nói những cái gì nên nói, và những cái gì không được phép nói thì tuyệt đối không được nói. Đơn giản là như vậy thôi. Thì nếu mà có tin gì mới và nó nóng hổi về câu chuyện này, em sẽ tiếp tục đăng tải lên trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.